tập 31. Bộ đồ này là... nó là món quà của Tiêu Tinh. Con bé mua để tặng cho ba ruột của nó. Người ba ruột mà em nói là Cổ Nhà Quân sao? Mẹ đã nói chị nghe hết rồi. Chị à, mặc dù Cổ Nhà Quân là ba giả, nhưng mà anh ấy rất quan tâm đến em và Tiêu Tinh. Hơn nữa may là nhờ có anh ấy, nếu không thân phận lão đại giả của em cũng không giữ được bao lâu. Một người xa lạ mà lại tốt như vậy sao? Mặc dù em không tha thứ cho việc Cổ Nhà Quân giấu em chuyện của anh ấy làm cảnh sát, nhưng mà anh ấy thật lòng yêu em. Tăng Quốc Hào đã bắt trói em, anh ấy vì cứu em mà đôi mắt bị thương, bị mù vĩnh viễn. Sao lại trùng hợp như vậy? Chiêu khổ nhục kế này cũng thật cao siêu. Vậy em có biết việc lúc trước chị bị tai nạn xe, anh ta đã phái nội gián đến Nghĩa Thanh không? Chuyện đó em biết, anh ấy có nói thật với em. Hơn nữa anh ấy là vì cái chết của A Cẩu mới thâm nhập vào làm nội gián ở Nghĩa Thanh. Nhưng mà lúc anh ấy biết thì chị đã hôn mê rồi. Anh ấy không còn muốn báo thù nữa. Nếu không sao anh ấy còn giúp đỡ em vượt qua bao khó khăn? Bình An à, nếu như chị gặp anh ấy ở ngoài, chị sẽ biết anh ấy đối xử với mọi người thật lòng ra sao. Vậy thì để chị giúp em kiểm tra như thế nào. Chị Bình An, chị muốn làm gì anh ấy vậy? Bây giờ anh ấy không nhìn thấy nữa rồi, chị đừng có gây thêm phiền phức cho anh ấy được không? Thật không ngờ Cổ Nhà Quân trong lòng em lại quan trọng như vậy, nhiều hơn cả chị. Không có đâu, chị là chị, anh ấy là anh ấy. Cả hai người đều là những người quan trọng nhất đối với em. Bình An à, em chỉ hy vọng là chị hiểu anh ấy một chút, đừng có định kiến với anh ấy. Chẳng qua chị chỉ là mang thân phận một người chị giúp em kiểm tra anh ta một chút, xem anh ta thật lòng với em bao nhiêu thôi. Chị không hy vọng là em sẽ giống chị, yêu lầm người. Được không? Vậy em đi cùng với chị có được không? Chị bảo đảm với em, chị sẽ không làm hại đến anh ta đâu. Hãy tin chị. Chắc là em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Chị kêu mẹ vào với em. Sao tự nhiên anh muốn đi xem phim vậy? Không cần nhìn nữa đâu, anh đã kêu đàn em đứng chờ ở ngoài rồi. Lần này không có bắp rang cũng không phải là phim ma, chỉ là một bộ phim hài mà thôi. Như vậy thì em sẽ không còn cằn nhằn nữa chứ. Coi như anh thông minh đi. Nè, sao anh không xem vậy? Bởi vì anh không muốn lãng phí ánh nhìn của mình trên những thứ không có ý nghĩa. Anh chỉ muốn lãng phí thời gian của mình trên người mà anh yêu nhất thôi. Bye.
着彼此。Đau không? Anh sao vậy? Cô không phải là Ngô Bình Phạm. Cô là ai? Em là Ngô Bình Phạm mà. Anh không nhận ra sao? Cô là Ngô Bình Nam. Cô vẫn chưa chết. Không hổ danh là người đã từng giao đấu với tôi. Nhanh như vậy đã đoán ra được thân phận của tôi rồi. Chẳng trách em gái tôi lại bị anh lừa. Alo. Anh Hưng à, đã hẹn được Tống Gia rồi. Được. Gọi tất cả các anh em đứng ở ngoài rạp phim chờ tôi thôi. Chẳng trách phu nhân lúc đó lại đột nhiên xuất ngoại, nói là muốn đi cho khuây khỏa, nhưng thật ra là bí mật đưa cô xuất ngoại để tiếp nhận trị liệu thôi.
Anh đến Nghĩa Thành rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ Nghĩa Thành đã có Thiên Hưng làm chủ. Bất luận trên tay anh đã lấy được vật gì đi nữa, bây giờ chỉ cần một nhát của tôi là mọi chuyện xem như kết thúc. Tôi không phải là bình phàm. Vì Nghĩa Thành, chuyện gì tôi cũng có thể. Tôi biết là cô rất thương em gái của mình, luôn đặt những chuyện hạnh phúc và an toàn của Ngô Bình Phạm lên trên hàng đầu hết. Và tôi cũng vậy. Cô từng là một trong những tội phạm mà tôi muốn bắt nhé. Nhưng mà bây giờ tôi không hy vọng Bình Phạm nhìn thấy hai người mà cô ấy yêu thương nhất tự tàn sát lẫn nhau. Cho nên tôi bằng lòng gác lại tất cả mọi thù hận với cô, mọi chuyện đến đây chấm dứt. Bây giờ mà anh muốn làm anh hùng nữa sao? Ngô Bình An, cô nghe rõ đây. Tôi đã hợp tác cùng với Triệu Thiên Hưng tiêu diệt đường dây buôn bán ma túy của Tống Phú Hùng, lật đổ tổ chức tội phạm tập đoàn Phú Quý. Tôi không quan tâm cô có thành kiến với tôi như thế nào, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là cô tuyệt đối đừng hành động một mình, tự ý đi tìm Tống Phú Hùng báo thù, phá hỏng hết kế hoạch của chúng tôi, cô biết không? Anh yên tâm, các anh đi đường các anh, tôi không can thiệp vào. Tôi tự có cách của tôi để kết thúc mọi chuyện từ tôi mà ra. Giới thiệu mọi người, lão đại mới của bang Nghĩa Thành, cậu Triệu Thiên Hưng.
chúc mừng. Chúc mừng cậu cuối cùng cũng được ngồi lên chức lớn. Kể từ bây giờ không cần phải bưng nước rửa chân cho phụ nữ nữa rồi ha. Đúng vậy. Cả đời này cô Triệu Thiên Hưng tôi hận nhất chính là một lão đại giả phản bội dám cùng với tên tiểu tử nội gián cấu kết với nhau để lừa gạt tôi. Tôi không cho bọn chúng một bài học, còn ngu ngốc chui vào trong quán mì kia gói sủi cảo. Đúng là sớm đã bị Tống gia ông chê cười rồi. Ôi trời, nói thật thì tôi thích tính cách này của cậu, thẳng thắn, không giống như nữ lão đại Ngô Bình An kia, trong bụng toàn là mưu mô quỷ kế thôi, không tốt. Hợp tác với cậu vẫn là tốt nhất. Việc hợp tác này chỉ có thể dùng một từ để hình dung thôi. Sảng khoái. Tổng gia, có điều tôi phải nói những lời không hay trước. Ông muốn hợp tác với tôi thì cứ nói thẳng, hà tất phải đối phó với anh em của tôi chứ. Chuyện này ông ăn nói sao với tôi đây? Ôi trời, hiểu lầm. Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi. Chuyện này tôi đã điều tra rất kỹ rồi, đều là do Hắc Tiêu. Cậu ta muốn ăn hoa hồng cùng A Lương nhưng mà không được. Đến tôi mà cậu ta cũng không để mặt, làm cho đàn em cậu ra nông nổi này. Nhưng mà cậu yên tâm đi, ngày hôm nay người tôi đã mang đến rồi. Hả? Cậu ta và tôi. Nè, cứ tùy ý đi. Tống gia, mọi chuyện đều do ông kêu tôi làm, ông không thể nào giao tôi cho bọn họ được. Tôi sẽ mất mạng đó. Hắn để cho em cậu ăn bao nhiêu thuốc thì cứ cho hắn ăn bấy nhiêu đất, không cần phải khách sáo. Há miệng ra. Định chết mày nữa, cho mày chết nè. Chuyện này cậu đã hài lòng chưa? Nếu như đã hài lòng rồi thì chúng ta qua bên kia bàn chuyện một chút, xem tiếp theo chúng ta nên hợp tác như thế nào. Hả? Mấy ngày nữa tôi có một đơn hàng lớn về đây, tôi sẽ trực tiếp để số hàng đó bán tại hộp đêm của cậu. Chia 28. Chia 28? Tổng gia, lòng tham của tôi không nhỏ như vậy đâu. Hơn nữa tới chừng đó nếu như bị người đầu tiên bị bắt sẽ là tôi. Một giá thôi, 64. Cậu trai trẻ à, vừa mới ngồi lên vị trí cao thì không nên quá tham vọng. Cậu có nuốt nổi không? Ăn nhiều quá bị nghẹn rồi. Tổng gia, ông yên tâm, tôi còn trẻ, tham vọng đương nhiên lớn. Hơn nữa tôi đã dám mở lời với ông như vậy thì sẽ không để ông phải trắng tay đâu. Chia 64 cộng thêm 3 hộp đêm, lấy công trình khu nghỉ dưỡng ra để đảm bảo, ông thấy sao? Sao cậu không làm lão đại của Nghĩa Thành sớm một chút chứ? Như vậy thì chúng ta không cần phải tốn nhiều thời gian như vậy rồi đó. Ha ha ha. Được rồi. Cứ vậy đi. Tại sao lại tối như vậy? Nhà Quân anh sao vậy? Anh không sao chứ? Không sao. Anh vừa nghĩ chút chuyện
đột nhiên nghe tiếng động, tưởng là chị em quay lại. Cảnh giác quá rồi, anh xin lỗi nha. Xin lỗi anh, em không đến kịp để báo với anh tin chị em vẫn chưa chết. Em vừa tỉnh dậy thì em mới biết là chị của em đã tới đây. Chị ấy có làm gì anh không vậy? Không có gì, cô ấy chỉ hỏi anh vài câu thôi, thăm dò xong rồi đi liền rồi. À, để anh gọt trái cây cho em ăn nha. Hay là để em làm cho? Không sao, để anh làm cho. Anh gọt hay quá. Có phải mắt đã đỡ hơn một chút rồi không? Những chuyện này tập luyện nhiều lần thì sẽ biết thôi. Huống hồ vì đây là nhà của anh mà, anh sẽ sớm thích ứng được thôi. Được rồi. Thật là lợi hại. Bình Phạm à, anh đã nghĩ rồi. Có lẽ sau này anh không thể cầm súng đi đầu được nữa, nhưng mà anh có thể làm người hướng dẫn, đem kinh nghiệm của anh truyền lại cho học sinh, tiếp tục thực hiện ước mơ làm cảnh sát của mình. Tại sao trước mặt em anh vẫn cứ phải kiên cường như vậy để làm gì? Tại sao anh không cứ thể hiện mặt yếu đuối của mình ra trước mặt em đi chứ? Anh có thể thử dựa dẫm vào em mà. Bình Phạm à, em đồng ý chờ anh chứ? Chờ đến lúc anh trở về được như trước đây, tự mình làm mọi việc, không phải trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Lúc đó anh mới có thể tự tin mà ở bên cạnh em, có được không? Được, em chờ anh. Cảm ơn em. Tay anh có vết thương kìa, em giúp anh băng lại nha. Mình sớm đã quên rồi. Tại sao giờ lúc này mọi thứ lại trở về như vậy? Quả nhiên là có lời nhắn mới.
Trong truyện Hoàng tử bé, mình thích nhất là đoạn thuần phục. Mình cũng vậy. Mặc dù chưa từng gặp bạn, nhưng mình lại thấy thông qua những lời nhắn này, hình như mình đã bị bạn thuần phục rồi. Vậy Hồ Ly tiên sinh, chiều mai 3 giờ mình sẽ đợi bạn ở trước cửa thư viện. Không biết hồ ly tiên sinh của mình có phải là đang ở đây hay không? Uống thuốc đi. Cô đang nghĩ gì vậy? Con sớm đã quên rồi. Tại sao vào lúc này mọi thứ lại trở nên như vậy? Nếu như con không tỉnh lại, có lẽ bây giờ con sẽ không phải rối rắm như thế này. Con đừng nói cái gì mà không tỉnh lại như vậy chứ. Mẹ nghe xong sẽ rất buồn đó. Được, con sẽ không nhắc nữa đâu. Tiêu Tinh đang ở nhà của mẹ Kỳ để tránh một thời gian. Hay là mẹ đón nó về đây, để cho mẹ con được đoàn tụ. Nó nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui. Không cần đâu. Hiện tại nó nhận định Bình Phàm chính là mẹ ruột của nó. Vậy thì cứ để cho nó nghĩ như vậy đi. Dù gì con cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Không biết lúc nào con sẽ ra đi. Con không muốn cho Tiêu Tinh phải chịu đựng cú sốc lớn như vậy. Còn tâm nguyện nào nữa không?
mẹ sẽ cùng con hoàn thành nó. Hiện giờ thì Tăng Quốc Hào cũng đã bị bắt vào trong tù. Quỷ hiếp lớn nhất của Nghĩa Thanh chỉ còn lại Tống Phú Hùng mà thôi. Con muốn dùng sức lực cuối đời của mình để tặng cho em gái con và người con yêu một món quà thật lớn. Điểm giao dịch là ở bờ biển. Người đứng đầu sẽ có thể trà trộn vào đoàn khách du lịch. Tống Phú Hùng nhất định sẽ ở gần đó để quan sát tình hình giao dịch, để tránh việc bị Triệu Thiên Hưng trở mặt. Nếu quý khách có cần gì có việc nói tôi một tiếng, cảm ơn. Lần đầu Tống Phú Hùng hợp tác với Triệu Thiên Hưng, vì để thể hiện thành ý, nhất định sẽ sắp xếp người đứng đầu Tiểu Ca đến trước. Đúng hơn là người hùng vốn thật sự với Tống Phú Hùng. Mục tiêu đã vào vị trí. Đã nhận. Cho nên mấy cửa hàng kinh doanh ở gần đó bắt buộc phải tăng cường bố trí lực lượng. Hôm nay thời tiết thật tốt. Tổ ai vào vị trí? Anh đã mặc áo chống đạn vào chưa? Mặc rồi. Đây. Đây là máy nghe lén. Nhớ kỹ, chỉ cần phía cảnh sát hành động, anh phải rút lui ngay. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc bắt Tống Phú Hùng. Chỉ là kế hoạch này vốn dĩ là chúng ta cùng nhau xông pha hành động. Đáng tiếc thay bây giờ tôi chỉ có thể ở trên xe giám sát mọi chuyện thôi. Anh yên tâm, tôi và Tống Phú Hùng qua lại nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc ân oán rạch ròi với nhau rồi. Thiên Hưng à, mặc dù nói là bắt được đường dây ma túy thì mới có thể rửa sạch được tội danh mà anh đã bị vu oan, nhưng mà phải nhớ rõ lời tôi đã nói, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Có đồng tĩnh thì lập tức rút ngay. Điều quan trọng là em gái tôi vẫn đang chờ anh, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Được, tôi nghe theo anh. Mình không biết hôm nay Tiểu Thiên nó có về nhà ăn cơm không nữa, nhưng mà có con ở cạnh bác thì bác đã vui lắm rồi. À, trời, bác đi vệ sinh một chút nha. Bác quay lại liền. Dạ, bác đi cẩn thận nha. Ông chủ, trái cây này bao nhiêu tiền vậy? Xin chào quý khách. Dạ, chào quý khách. Tổng gia. À, nè nè, mau ngồi đi. Hôm nay sao ăn mặc thoải mái vậy? À, đương nhiên rồi. Hôm nay làm giao dịch lớn như vậy, nếu như thành công thì tôi sẽ lập tức bay đi Hawaii để nghỉ mát đó. Hả? Không nóng sao? Ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy làm gì chứ? Ờ, không phải đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sao, nên tôi muốn nghiêm chỉnh một chút. Tổng gia, chúc cho sự hợp tác của chúng ta suôn sẻ. Chúc hợp tác thành công, cố lên. Hả? Cà phê nha. Được. Lấy cho Triệu lão đại ly cà phê đi. Dạ. Cổ Nhật Quân, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh và Thiên Hưng đâu. Bao nhiêu năm kinh nghiệm qua lại, lão già hồ ly này nhất định sẽ bắt được người để làm tin, chừa lại cho bản thân một con đường thoát. Điều mà tôi có thể làm chính là chờ ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy, giúp các anh cắt đứt con đường này. Sao bác gái đi lâu như vậy chứ?
Trời, các người làm mọi cái gì làm vậy? Gì? Để... Đi theo chiếc xe đằng trước. Người mà Triệu Thiên Hưng quan tâm nhất chính là mẹ và bạn gái của hắn. Chúc mừng Tống gia hỷ sự lâm môn. Nhận được 80 hộp bánh hỷ này, chúc ông đại phát tài nha. Chúng bánh ta cùng nhau phát tài. Chuẩn bị giao dịch ma túy, mau chặn lại. Lần đầu tiên hợp tác của chúng ta có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều nhờ vào uy danh của Tống gia ông. Tống gia, lát nữa có thể giúp tôi hẹn gặp với đầu mối bên kia không? Sau này chúng ta cùng nhau ăn thịt, cùng uống rượu, cùng nhau phát tài. Thật ra thì người này rất quen với cậu rồi. Hả? Nói cậu nghe nha, hắn chính là quản lý của Hội Liên Hiệp Kiến Trúc Thái Lan. Cho nên tôi mới tích cực kéo cậu cùng nhau hợp tác như vậy. Thì ra là anh ta. Đều là người quen biết. Nè, nếu như mọi người đã ở đây, lát nữa hãy tới quán tôi để cùng nhau chúc mừng đi. Được rồi. Tiền bánh hỷ có mang theo không? Anh nói bao nhiêu lần rồi? Được rồi, sắp rồi mà.